Chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, thì đây là cái cây cúc VIP nhỏ xíu của em mà nó nở hoa chà bá luôn cả nhà. Đây đây là cái hoa cúc VIP nha, cả nhà nhìn thấy nè. Và đặc biệt là cái hoa cúc VIP của nó vừa to mà nó vừa lâu tàn, nó không rụng nụ, và đặc biệt là cái độ phùng của nó rất là cao cả nhà. Nếu mà cái cây mà chúng ta nuôi đủ mùa là nó phùng dung trùng cao lên luôn cả nhà, thì nó tầm khoảng 30 mấy cánh ha, đó khoảng 4 ngón tay của em. Đây là cây cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ cả nhà. Thì loại này em có giao lưu với cả nhà một số cây giống. Nè, cả nhà nhìn thấy nó, cây nó nhỏ mà nó nở hoa rất là đẹp ha. Loại này Tết nó cho hoa rất là ok luôn cả nhà, và nó rất là lâu tàn. Rồi, cái này thì em có một cái lô có gốc nhớt cả nhà. Giá thì chỉ có 80 ngàn một cây thôi. Cây thì nó cao mên man luôn, cây thì mập ủ nu luôn cả nhà. Đó, đây ha. Rồi đây cả nhà nhìn thấy nè. Nó cao khoảng 40 cm đi lên. Rồi, cây 50 cũng có luôn, đang ra đọt này cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy cây rất là khỏe mà giá thì chỉ có 80 ngàn một cây thôi. Rễ thì nói chung nó xử lý đủ kiểu hết cả nhà. Nó xử lý đủ kiểu hết luôn. Rồi đây, đây là cả nhà nhìn thấy ha. Rồi, giá chỉ có 80 ngàn một cây thôi nha. 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha cả nhà. Đó, đây. Rồi, đây là cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ. Cả nhà nhìn thấy nè, cây sinh trưởng rất là khỏe luôn nha. Hoa thì rất là đẹp, giá thì cũng rất là hữu nghị. Rồi, và tiếp tục những cái giống mai bên vườn mai nhà em nữa đây cả nhà. Đó là hàng siêu nụ lô mới, em mới về nha. Cây này thì rất là cao cả nhà. Cây này nó cao tầm khoảng hơn 2 gang tay của em. Cái sinh trưởng của nó rất là khỏe, và đặc biệt là cả nhà, nó một số cây nó đang tạo mầm hoa rất là nhiều. Đây cả nhà nhìn thấy nè, cây nó rất là đẹp luôn ha. Nó tàn nhánh và xum xuê luôn. Loại này là liền cốt khoảng 80% cành cốt đó nè cả nhà. Em đã uống cái thân giữa hết rồi ha. Này là uống dáng lông nè. Thì lô này em bán với giá là 150 một cây nha. 150 một cây cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy nè. Nè, cái cốt của nó nè, cái cốt của nó rất là cứng cáp rồi ha. Đó, giá 150 một cây. 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta nha. Loại này cho hoa rất là đẹp cả nhà. Ôi Tết mà nó cho cái nụ á, sai luôn, là nói chung là nó đặc nghẹt hết, nụ chi chích luôn. Và cái cây này nó rất là dễ chăm cả nhà. Rễ thì xử lý ha, cành cốt cả nhà nhìn coi nó cứng nè. Đã uống dán lòng hết nha cả nhà. Rồi, giá 150 một cây nha. 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy nè. Đó, đã uống dán lòng hết rồi nha. Đó, giá 150 một cây. 3 cây thì bên em sẽ bao xíu cho chúng ta nha. Đây nè cả nhà, cây rất là đẹp luôn ha. Cả nhà nhìn thấy nè, bên vườn mai nhà em nuôi cây thì không phải nói là nó cây nó rất là sung cả nhà. Đây, cả nhà nhìn thấy nè, quá trời đẹp luôn ha. Thì cái lô mới về này là giá 150 nha, cao khoảng 40 cả nhà. Và thêm một cái lô, nếu mà ai không thích cao, thích gọi lùng lực mà cây cành nhánh cành cốt nó cứng ha, và đặc biệt là cái rễ nó đẹp nữa, nó lùng lực, nó tròn vo như thế này, thì cái lô này là giá 140. Rễ thì rất là nhiều kiểu, củ nở đủ loại cả nhà. Nó đây ha, đây cây nó như thế này nè, trời ơi coi này cả nhà. Nó giá 140. Nói chung là cái lô này thì tán tròn hơn cái kia lùng lực nha. Loại này là loại lùng lực, và cái bộ rễ nó nè. Đó. Rồi, loại này là 140 một cây nha cả nhà. 3 cây thì bên em sẽ bao ship, và 10 cây thì bên em sẽ tặng một cả nhà. Đó, đây. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Rồi, cây rất là đẹp. Cả nhà nhìn cái đám mai của em đây nè. Rất là đẹp luôn nha. Rồi, đây. Rồi, đó là cái hàng siêu nụ nha. Còn một loại nữa cả nhà. Còn một loại mà hôm bữa em có giới thiệu với cả nhà là 3 mùa ha. Cái này thì 3 mùa nha. Đây, 3 mùa cả nhà. Cây nè, cao khoảng hơn 2 gang tay của em rồi, khoảng 40-50. Cái bộ cốt nè, cả nhà nhìn thấy nè, nó liền cốt 100%. Cái rễ thì xử lý đủ kiểu nha. Thì giá cây này là 190 một cây cả nhà. Loại này chơi Tết rất là ok ha. Đó, cành cốt nè. Cả nhà nhìn cái cốt kiếp của nó mà nó mập vậy nè cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Rồi, cây này hiện 190 cây. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao xí cho chúng ta luôn nha. Đó là hàng siêu nụ cả nhà. Đó, đây. Rồi, rất là đẹp luôn ha. Siêu nụ siêu bông nha. Rồi, và tiếp tục. Đây là cúc bi cả nhà. Ôi, nó nở hoa quá trời luôn, buổi chiều nó nở hoa rực luôn ha. Đây là cúc bi hay còn gọi là cúc tiên sinh, cúc bi bông chùm. Thì loại này em bán với giá là có 80 ngàn cây thôi cả nhà. Cây nè, nó cao khoảng hơn một gang tay của em rồi ha. Rồi, giá 80 ngàn một cây. 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta nha.
10 cây thì bên em sẽ tặng một cả nhà. Hoa cái loại này hoa chùm không à, rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, và tiếp tục hàng bên đây chính là cúc vạn thọ cánh xoắn. Loại này thì nó là từ 50 cho đến 100 cánh nha cả nhà. Đó, hoa của nó rất là đẹp luôn. Rồi, đây là giá 50 đến 100 cánh là giá là 125.000 một cây. 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Rồi, hàng bên đây chính là hàng không nhị hoàng quyết long cả nhà. Đó, cây không nhị hoàng quyết long thì nó dài vi vu luôn cả nhà. Dài thòn lòn luôn á, để cho chúng ta lấy bo ha. Rồi, thêm một cái giống nữa đó chính là dạo đa phúc nha cả nhà. Đa phúc loại này chơi Tết ok luôn nha. Chơi Tết ok luôn. Rồi, giá thì có 80.000 một cây thôi. 3 cây thì bên em sẽ bao ship cho chúng ta luôn ha. Rồi, hàng bên đây chính là hàng cúc tây thi cả nhà. Cúc tây thi nha. Đó, tây thi. Loại này rễ đủ kiểu nè, có con ốc nè, đủ kiểu hết nha. Đó, đây cả nhà nhìn thấy ha. Loại này thì giá là 100.000 một cây nha. 3 cây thì bên em sẽ bao ship. Ôi da, 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha cả nhà. Ngoài tây thi thì em có hoàng đế nha. Hoàng đế. Ồ, cây nhẹ. Cây hoàng đế nè cả nhà. Cây hoàng đế ha. Có mấy sâu nó cắn. Rồi, hoàng đế thì không có lớn lắm nha cả nhà. Nè, nhưng mà nó đang đâm chồi đẻ nhánh nè. Rồi, giá thì 125.000 cây nha. 3 cây em bao ship. Rồi, hàng bên đây là hàng cúc tương long. Hay còn cúc mùi dương á cả nhà. Đó, cây cành cốt này nha. Rồi, giá là 125.000 một cây. Cả nhà nhìn thấy đen đen này là em xịt humic nha cả nhà. Đó. Rồi, giá 125.000 cây nha. 3 cây thì bên em sẽ bao ship cho chúng ta luôn. Rồi, tiếp tục các cái giống khác nữa cả nhà. Đây là cái hàng giả Thủ Đức. Ồ, nó đang tạo mầm hoa cả nhà. Giả Thủ Đức loại này thì gần hai mùa nha. Rễ nơm, rễ đủ kiểu. Thì giá có 120 một cây thôi cả nhà. 3 cây thì bên em sẽ bao ship nha. 10 cây thì bên em sẽ tặng một. Đó, rồi đây, rất là đẹp. Rồi, hàng bên đây là hàng giả đọt đỏ cả nhà. Giả đọt đỏ nha. Loại này em bán 101 cây nha. Bông nó rất là đẹp. 101 cây, 3 cây em bao ship ha. Rồi, hàng này là hàng cúc quý phi cả nhà. Cúc quý phi. Loại này thì hoa rất là đẹp. Đây cả nhà, cây nè, rất là sung ha. Rất là khỏe luôn. Dễ nè. Nó giá 125.000 một cây. 3 cây thì bên em sẽ bao ship luôn nha. Rồi, tiếp tục hàng bên đây quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Đó chính là hàng giảo Phú Tân, nó đang ra đọt nè cả nhà nhìn thấy nè. 100.000 một cây nha cả nhà. 3 cây thì bên em sẽ bao ship luôn nha. Cả nhà nhìn thấy cái cây nè. Quá trời đẹp luôn. Đó. Rồi, 100.000 một cây. 3 cây bên em sẽ bao ship nha. 10 cây thì bên em sẽ tặng một cây luôn. Cả nhà nhìn cái đám nè, cây rất là tốt luôn ha. Rồi, hàng bên đây là hàng cúc Tân Châu cả nhà. Cúc Tân Châu. Đó, đây. Cúc Tân Châu thì em có mấy loại lận. Loại này thì là 109 cây nè. Cây cao khoảng 30 đến 40 cm ha. 109 cây. Rồi, cúc Tân Châu là cúc 24 36 cánh nha. Loại này chơi Tết ok cả nhà. Rồi, hàng bên đây thêm một loại cúc Tân Châu nhỏ. Đó chính là giá là 80.000 một cây nha. 3 cây bên em sẽ bao ship cho chúng ta luôn. Đó, cả nhà em để nè. Cành nhánh nó nhiều lắm luôn nè, cho chúng ta lấy bo ha. Rồi, hàng bên đây là hàng đại lộc cả nhà. Đại lộc, đó, đại lộc này, đại lộc liền cốt nha, 3 mùa cả nhà. Thì cây cành nhánh nó xum xuê như thế này, nó không cao lắm, khoảng 35 trở lên nha. Loại này em bán với giá là 220 một cây nha. 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta. Còn 2 cây em vẫn ship ha. Phụ em 30 ngày tiền ship nha cả nhà. Rồi, đại lộc thì có thêm đại lộc loại nhỏ nè. Đây. Đó, cây như thế này nha. Cao khoảng 30 đến 35 luôn. 140 cây cả nhà. 3 cây bên em sẽ bao ship cho chúng ta luôn nha. Đó, rồi. Hàng bên đây là hàng siêu nụ tán tròn này cả nhà. Loại này 200.000 một cây nha. À, đây, nó không cao như loại 109 nhưng mà cái tán của nó tròn hơn nha. Đó, cây cả nhà. Rồi, là đó là 200.000 một cây nha. Tiếp tục các cái giống nữa cả nhà. Đây thì hồi nãy cúc tương long em có giới thiệu rồi ha. Đây là cúc 2 tầng nha. Cúc 2 tầng loại này cho cái nụ hoa nó khích trịch luôn cả nhà. Chỉ có 80.000 cây thôi ha. 3 cây bên em giao ship nha. 10 cây thì bên em sẽ tặng một luôn cả nhà. Đó, đó chính là các cái giống mai bên vườn mai nhà em nha. Ai thích loại nào thì xin hãy alo ha. À, còn thọ hương nữa cả nhà. Thọ hương loại liền cốt khoảng 80%. Nó đã uống thông. Thì cây này 150 một cây nha. 3 cây bên em sẽ bao ship nè.
10 cây thì bên em sẽ tặng một nha cả nhà. Đó, cây rất là cứng cáp đẹp luôn. Rồi còn một cái loại thọ hương làm giống nữa cả nhà, 100.000 một cây. Cây này cành nhánh thì xum xuê nha. Đó, đây cả nhà về lấy bo vô tư thoải mái luôn. 10 cây tặng một nha, giá 100.000 một cây. Rồi bên đây là em có hàng hoa hồng Thanh Tú cả nhà. Đó, đây hoa hồng Thanh Tú thì có loại củ nở, củ bình thường, gốc bình thường thì giá 150.000 một cây. Còn ở bên đây là có hình con rắn cả nhà, con rắn, con rồng ha, con rắn, con rồng thì giá là 200.000 một cây. Ba cây bên em sẽ bao ship nha. Đó, hai cây chứ, hai cây em bao ship rồi. Đó chính là các cái giống mai bên vườn mai nhà em. Ai thích loại nào xin hãy alo nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.